trong phật pháp dùng chuyện này làm tỷ dụ kim như lai pháp dương diệp phục như thị Vị linh phật chủng bất đoạn cô dĩ cam lộ pháp thủy nhi quán phật tử chi đảnh tùng thử dĩ hậu nhất thiết thánh chúng hàm sở kính ngưỡng Diệt tri thử nhân tất cánh bất thoái Ư vô thượng bồ đề Định thiệu như lai pháp dương chi dị Dĩ thượng tự hành nhân sơ dị nhi thích Đây là thọ ký quán đảnh Người ấy đã thành Phật hay chưa thành Phật, nhưng ta biết người ấy tu hành thật sự chẳng thối chuyển. Tương lai nhất định thành Phật. Đó là Đức Phật thọ ký cho người học. Nên gọi là sơ vị Đức Phật quán đảnh có cần dùng đến nước hay không? Vẫn dùng nhằm biểu trưng Pháp Quý vị phải biết điều đó Phật Pháp trọng thực chất Chẳng quan trọng hình thức Nhưng cần phải có hình thức ấy Để biểu diễn cho đại chúng xem Hy vọng đại chúng nhìn vào hình thức ấy Chớ quên ý nghĩa thực sự của việc quán đảnh quán nghĩa là gì nghĩa là truyền trao thầy giảng đạo lý tu hành cho quý vị nghe quý vị đã hiểu rõ giác ngộ đó là quán đảnh quán nhập giảng cho quý vị nghe nhưng quý vị nghe chẳng hiểu nghe chẳng thông suốt tức là tuy quán nhưng chẳng loạt vào tâm của hành nhân được chuyện là như vậy đó quý vị thật sự nghe hiểu sau khi nghe hiểu y giáo phụng hành đạt được lợi ích cho nên là sơ quán Do điều này chúng ta phải hiểu Hình thức chẳng trọng yếu Có hình thức hay không đều chẳng sao Chúng ta cầu Phật quán đảnh cho chúng ta Có cầu được hay không? Có thể Có quán nhập hay chăng? Tùy thuộc cá nhân Cách cầu như thế nào? Quý vị niệm kinh vô lượng thọ Từ đầu đến cuối một lượt Tức là được mười phương như lai quán đảnh cho quý vị một lần Quý vị niệm một lần thật sự thấu hiểu Thật sự minh bạch Y giáo phụng hành Tức là đã quán nhập Mỗi ngày niệm hai lần là được quán đảnh hai lần Mỗi ngày niệm mười lần là được quán đảnh mười lần, đó là chân quán đảnh chẳng giả tuy chẳng có hình thức nhưng thật sự được truyền thụ mười phương ba đời hết thể như lai đều y theo phương pháp trong bộ kinh này để tu hành chứng quả và cũng nương theo phương pháp ấy để giáo hóa hết thể chúng sanh khiến cho hết thể chúng sanh thành tựu giống như phật đó gọi là đại quán đảnh chân quán đảnh quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này từ đầu đến cuối bộ sách này từng câu từng chữ đều đáng gọi là cam lộ pháp thủy Hãy thật sự y giáo phụng hành Quý vị thấy từ nay trở đi Nhất thiết thánh chúng Ham sợ kính ngưỡng diệt tri thử nhân tất cánh bất thoái Ư ừ, vô thượng bồ đề Tương lai giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới Nhất định chứng đắc như lai pháp dương chi dị Khẳng định đó là ý nghĩa quán đảnh trong phật pháp dùng chuyện này để biểu thị pháp